Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cốc Cốc Audio bên chúng em ngày hôm nay. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì em sẽ test cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe cái chất âm của cặp loa siêu chép đến từ hãng của Bose. Vâng, và với cặp loa siêu chép này thì em đã có rất là nhiều những cái video review cũng như là giới thiệu ở trên kênh Cốc Cốc Audio bên chúng em rồi. Và với những bác mà yêu quý Cốc Cốc Audio thì các bác không còn lạ lẫm gì nữa với những cặp loa siêu chép như thế này. Và em cũng biết rằng hiện giờ thì cũng đang rất nhiều bác đang sử dụng và đang trang bị cho những bộ dàn âm thanh gia đình của nhà các bác bằng những cặp loa siêu chép như thế này. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì em sẽ tóm tắt qua một chút xíu để cho quý vị và các bác cùng nắm được về những thiết kế cũng như là công suất của cặp loa này. Vâng, và với cặp loa siêu chép này thì trên màn hình nhỏ của quý vị đang được nhìn thấy đó là mặt siêu chép với một tông màu trắng bạc khá là bắt mắt, và thùng loa thì được sơn tĩnh điện phủ nano 3 lớp với một tông màu vàng khá là chỉn chu và khá là đẹp. Vâng, và với công suất của cặp loa này thì là 200W cho quý vị có thể lắp phối ghép cùng với bộ dàn karaoke gia đình của nhà chúng ta với những thiết bị âm thanh như là cục đẩy hoặc âm ly đều thoải mái các bác nhé. Vâng, và với màng chép thì là màng titan các bác nhé, cho một chất lượng âm thanh tuyệt vời và hoàn mỹ nhất, cho tiếng chép tí tách leng keng mềm mại uyển chuyển và nhuyễn. Vâng, và để không làm mất nhiều thời gian của quý vị và các bác nữa thì ngay bây giờ đây em sẽ test nhạc cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe. Và hiện tại bây giờ thì em chưa có cắm loa siêu chép các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn rõ là em đã rút một dây ra rồi, và hiện giờ thì em chưa có cắm siêu chép. Ngay bây giờ thì em sẽ mở một bản nhạc lên để cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe, và chút xíu nữa thì em sẽ cắm loa siêu chép vào để cho quý vị và các bác chúng ta cùng so sánh khi mà chưa có siêu chép và khi mà đã có siêu chép rồi thì cái tiếng nhạc, cái giải cao nó sẽ có khác biệt lớn đến như thế nào các bác nhé. Xin mời quý vị và các bác chúng ta cùng nghe. Xin phép được cắm loa siêu chép vào để cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và cùng đánh giá và cùng bình phẩm về cái cặp loa siêu chép này các bác nhé.
khác biệt không ạ? Khi mà em cắm loa xin nhấp vào thì cái giải cao đã nâng lên một cái tầm cao rất là tuyệt vời, phải không ạ? Và khi mà cái giải cao đã nâng lên một tầm cao mới thì cái chất lượng của một bản nhạc nó đã đong đầy cảm xúc lưu luyến cho người nghe rất là nhiều. Và bản nhạc nó cũng tươi sáng hơn. Và qua cái đoạn nhạc vừa rồi thì chắc hẳn quý vị và các bác chúng ta cũng đã cảm nhận được cái sự khác biệt khi mà chưa có siêu chép, và lúc có siêu chép thì bản nhạc nó đã khác nhau khá là nhiều, đúng không ạ? Khi mà có siêu chép thì chúng ta có cảm nhận được một điều rằng đó là bản nhạc nó sẽ sống động hơn và tươi sáng hơn, và nó sẽ đong đầy cảm xúc hơn. Vâng, và với cặp loa siêu chép này thì đối với gia đình của những bác nào mà chúng ta đang có những cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc hoặc những cái bộ dàn karaoke mà đang bị thiếu chép và chúng ta đang có một cái cảm giác là thiếu đi giải cao, thì các bác hãy sử dụng những cặp loa siêu chép này để bổ trợ cho cái bộ dàn âm thanh của gia đình nhà chúng ta thì rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, và với cặp loa siêu chép này thì nó cực kỳ dễ dàng kết nối cho quý vị và các bác. Vâng, đằng sau đây là có hai cổng kết nối và chúng ta chỉ việc kết nối trực tiếp vào cùng với cục đẩy hoặc cùng với âm ly của gia đình nhà chúng ta như thế này thôi là chúng ta có thể chơi được thoải mái rồi các bác nhé. Vâng, và chúng ta cũng có thể đấu nối trực tiếp với cổng đánh từ loa ra cũng đều ok cả. Vâng, và để sở hữu được cặp loa siêu chép này thì quý vị và các bác hãy gọi ngay về một trong hai số điện thoại trên tấm biển để đặt hàng cũng như để chốt hàng thành công, và sẽ được bên em tư vấn và giải đáp mọi cái thắc mắc của quý vị và các bác. Vâng, và các bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn chuông để được theo dõi những video mới nhất và bổ ích nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, và bây giờ thì em xin phép được khép lại video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bác ở những video tiếp theo của bên Cốc Cốc Audio ạ.